Khởi xướng đầu tiên lúc đó là anh xây dựng ở chỗ trường trung học cơ sở Tân Hội năm 2017. Rồi ý tưởng mà khi giờ sinh nghèo thì 2018. Rồi từ lúc mà tình cờ ở bên ngoài, anh hỏi mấy đứa sinh nghèo đi lang thang với khoảng số. Anh hỏi học sinh em biết bơi chưa? Cái học sinh nói là em chưa biết bơi. Hỏi lý do là sao em chưa biết bơi? Nói là em không có tiền, cha mẹ không có cho đi học. Do đó anh lý tưởng là mình phải dạy bơi miễn phí cho học sinh. Các trường học hiện nay là cũng phải có định hướng dạy cho các em học sinh biết bơi. Nhưng mà vì cái chi phí mà muốn tạo cái hồ bơi cho cái của nhà trường nó cũng khá là cao, cho nên là đợt này được những cái dự án mà đưa vào cái vấn đề mà hỗ trợ cho nhà trường như vậy, nhà trường rất là mừng, tạo điều kiện cho các em là có cơ hội để các em tập bơi sau này có chống được cái phần mà đuối nước cho các em. Giờ xong dơ rồi, giờ có hồ bơi ở trường thầy tính đã làm, rồi giờ được bơi miễn phí, con tắm mỗi ngày con rất là vui. Dạ thầy tính dạy bơi dễ hiểu, là tụi con học vài lần là biết bơi.